Xin chào anh em cùng quay trở lại kênh Đào Cảnh Tây Bắc nhé. Ở video hôm nay chia sẻ với anh em về cái cây đào thất thốn ở trong vườn nhà chúng em. Đầu xuân là Tết trồng cây anh em ơi. Thì với tại thời điểm bây giờ, kể cả anh em nhà vườn nhé, anh em nhà vườn với lại là anh em muốn trồng tại sân vườn nhà mình về những cái cây đào thất thốn ở bên Tây Bắc chúng em, để mà mình tự uốn, mình tự chỉnh với một cái tác phẩm riêng cho mình. Thì đây là cái cây đào thất thốn. Đây, đào thất thốn. Anh em cùng xem nhá, cái bông nó rất là tươi, rất là thắm mà bông cực kỳ khỏe luôn. Đó, đặc biệt là về cái đào Tây Bắc của chúng em nhá. Thì cái đào thất thốn này là anh em biết là nó cực kỳ sai hoa luôn. Mà anh em không chỉ là chơi hoa vào những ngày Tết, ngày xuân, mà còn chơi quả sau khi hết Tết nha anh em. Chơi quả, quả nó cực kỳ to và đẹp luôn. Đó, nhưng mà anh em lưu ý là mình chơi quả mình để ít thôi đó, để nó nuôi quả nó ít thôi, để nó còn nuôi thân nuôi cây. Thì mình không nên để nó sai hoa, sai quả quá, vì là nó đã sai hoa nó sẽ sai quả, nó sẽ nhiều quả anh em. Đó, nên là mình để một số ít quả thôi. Đó, thì đây quay cho anh em xem cái cây đào thất thốn này. Thì chiều cao của nó là khoảng 1m2 đổ xuống nhá. Thì thông thường thì mình cứ chơi từ 90 đổ xuống là đẹp nó, với những cái thân dáng mà để mà uốn chỉnh theo những cái tác phẩm của mình. Thì anh em về nhà mình tự uốn, mình tự chỉnh cho cái cây theo ý thích của mình đó. Thì ở bên chúng em có bao vận chuyển trên toàn quốc cho anh em nhá. Em nói là đây là cái cây đào thất thốn nguyên bản anh em nhá, nguyên bản luôn đó. Anh em có nhu cầu trồng cây này tại sân vườn nhà mình, muốn tự thiết kế vào một cái tác phẩm riêng cho mình thì hãy liên hệ với em qua số điện thoại Zalo em có để trên góc màn hình. Ở bên chúng em có bao vận chuyển trên toàn quốc cho anh em nhá. Và đặc biệt là những anh em nhà vườn lấy số lượng lớn, số lượng hàng trăm hàng nghìn gốc thì nhà chúng em cứ lên đơn thoải mái cho em nhá. Rất là nhiều luôn. Ok, cảm ơn anh em đã xem hết video. Cuối video rất mong được sự ủng hộ của anh em bằng cách nhấn like và đăng ký kênh, bật chuông thông báo để nhận được những video mới nhất từ kênh Đào Cảnh Tây Bắc. Và bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại anh em.